Ở đây mình thấy có nhiều người đến du lịch như là ở bên Tây rất là nhiều. Thì có nhiều nước này và họ đến để chụp ảnh cũng rất là nhiều. Ồ, cái khung cảnh này phải nói là rất là đẹp. Wow, các bạn có thể thấy những khung cảnh đẹp chưa? Mình cũng vẫn là cái khung cảnh hồi nãy. Ở phía xa xa này hơi khó thấy một chút ở xa nhờ. Ở phía dưới là công viên, phải nói là mình rất là thích. Wow. Ở bên đây đúng rồi, còn có một cái tòa nhà cao hơn mà mình đang đứng này. Wow, cao hơn chỗ mình luôn. Cao chị. Ở đây mình có thấy lòi ra một chút này. Ở phía xa xa các bạn có thể thấy hình như là núi Phú Sĩ. Đó, nó nằm ở khúc giữa khung hình ấy. Cái này là mình đoán luôn vậy.